Xin chào các anh chị nhà đầu tư thì vào đi trong phiên ngày hôm nay á, thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì nói chung là nếu chúng ta tiếp tục nhìn về cái khía cạnh là cái chỉ số của thị trường chung đi thì thật sự là với cái phiên ngày hôm nay mà cái biên độ của thị trường á mà chỉ số tăng có 7 điểm thôi cũng không đáng kể lắm thì thật ra cũng chả có gì để phân tích thêm đúng không tăng thì cũng không bao nhiêu cũng không có bứt phá hay là vượt khỏi một cái vùng nào đó với khối lượng cực đại gì đó cũng không có đúng không mà đương nhiên là xanh 7 điểm thì nó cũng đâu có giảm thì cũng đâu có gì đâu để bàn đúng không nó chỉ đơn giản là nằm trong một cái vùng biên sai quay của bernie thôi và cái vùng này thì em đã có chia sẻ với anh chị mình ở trong rất là nhiều những cái video trước rồi đúng không bản chất bernie mình vẫn đang sai quay trong cái vùng này vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói sơ về một chút là với cái vùng sai quay này thì nó sẽ đi tới đâu và kỳ vọng sắp tới nó sẽ đi lên những cái vùng như thế nào anh chị ha thì đoạn này em cũng đã có chia sẻ với anh chị mình ở trong rất là nhiều những cái video Đạn này em kỳ vọng bờ đi đi quay và đi lên tiếp, chứ không có gãy. Hình dung nhá Và nếu cái vùng biên này á đi sai quay đủ lâu, đủ tốt, thì có thể khoảng tầm cuối năm nay và đầu năm sau, thì bờ đi mình nó sẽ tiến dần lên cái vùng tiệm cận ngàn ba. Nghe cuối năm nay, đầu năm sau, nghe nó sang bồn vậy đó chứ thật ra là còn có một tháng rưỡi là anh chị. Giờ tháng 11 rồi, sát đích rồi, sát nút rồi. Đúng không? Nhưng cái vùng này thể hiện đủ tốt thì vào mình sẽ hướng lên tiệm cận 1300, 1 1300 gì đấy. Quanh quanh đó. À, còn nếu mà chúng ta nói về vấn đề tiêu cực thì hiện tại và đi mình á trong các phiên vừa qua đã có hai lần test xuống. Đúng không? Và hiện tại đang khá thành công. Đúng không? Chưa có gì gọi là mới hay là tiêu cực gì thêm. Thì cái vùng này cứ để nó xoay quay, bạn anh chị phải tập trung vào cái sự phân hóa về cổ phiếu giúp em cái này là điều quan trọng nhất đúng không ví dụ như phiên ngày hôm nay đi chỉ số của Bernie mình tăng 7 điểm thì nhìn là biết là chả có con nào đánh nhiều rồi đúng không đại đa số 90 phần trăm chắc là thăm chiếu xanh nhẹ có đỏ thì cũng đỏ nhẹ chả có biên độ gì hết nhưng mà hôm nay chắc chắn nó sẽ có một cái dòng nào đó nó sẽ là tâm điểm thì hôm nay cái tâm điểm hoàn toàn nó sẽ dồn vào dòng dầu khí à, có một chút ở dòng thép nhưng mà hôm nay cái tâm điểm cao hơn là nó ở dầu khí anh chị ha thì dầu khí thì nói chung là đã phân tích cho anh chị mình rất là nhiều video rồi đúng không về cái xu thế nè về cái cách nó nó hình thành nè nó gãy nền rũ rồi nè đúng không gần đây ấy, trong cái phiên ngày 21 tháng 11 là nó đã có một cái phiên bùng nổ rất là ok đúng ra là sau cái phiên này là dầu khí đã vào trận rồi nhưng gặp phải một số những cái yếu tố ảnh hưởng từ bờ đi đúng không rung lắc chung ATC điều chỉnh hai ba nhịp gì đó thì nó làm cho cái quá trình tăng lên của dầu khí nó bị khẩn lại bị chuẩn lại thành ra nó phải mất thêm mấy phiên sai quay như thế này nhưng rõ ràng đúng đồng ý nó nó khẩn lại nó chuẩn lại nhưng rõ ràng anh chị thấy rằng là nó có gãy chen không không nó có gãy nền không cũng không thì có cái gì đâu mà xấu đúng mà mà điểm mua riêng đối với em thì điểm mua em đã mua từ cái vùng mà 35.5 rồi là em đã gia tăng rồi đúng không chứ không em cũng không có đua giá 38 ví dụ cái cây này rút lên cao nhất là 38.5 đúng không em cũng không có mua gia tăng cái cây đó quá cao đúng không cái điểm gia tăng của em cũng là giá vừa phải tốt là từ những cái điểm tích cung đầu tiên sau khi quá trình gãy nền rũ và hướng lên là em đã mua rồi em cũng không có chờ tới cái ngày mà ai cũng thấy 38 này em mới mua cũng không thật ra về lý thuyết á những cái vùng nào mà sideways lớn mà chưa vượt đỉnh thì anh chị hoàn toàn có thể gia tăng được nhưng mà trong giai đoạn này á, tốt nhất á, cái vấn đề mà hàng luôn luôn có sẵn trong tài khoản nó luôn luôn là tối ưu hơn. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thành ra những cái cây hút lên như thế này á, em kỳ vọng là gì? Em nói anh chị đúng không? Nó hút lên tiếp anh chị kê trên anh chị bán kìa. Càng phô mô càng bạn. Nhưng mà vào đi mình rung lắc một tí xíu, ảnh hưởng một chút. Nó siêu lại. Nó khẩn lại 4 năm phi. Thì tới ngày hôm nay nó cũng phải đánh lại thôi. Đúng không? Tiền vô xem xem cây hôm bữa rất ok và lần này là nó kéo rất chủ động nha BVS hầu như là kéo từ sáng và duy trì cả ngày luôn đúng không không phải là kéo cuối phiên cũng không phải là uh, đỏ buổi sáng rồi chiều mới kéo không mới vô kéo liền và nó giữ cả ngày nó hấp thụ trên giá cao luôn đây là một tín hiệu rất tốt và lần này vào đây mình có vẻ như mọi thứ nó đã ổn định rồi những cái gì cần chỉnh nó cũng đã chỉnh rồi có thể là sau khi chỉnh một số dòng nó cũng sẽ chưa lên liền nhưng rõ ràng là những cái áp lực điều chỉnh hay là những cái sự gia lây lan hay là có tỷ lệ bất ngờ về sự tiêu cực hiện tại là đang không còn đúng không thì đây sẽ là một cái điều kiện cực kỳ thuận lợi để dầu khí nó có cái điểm hướng lên ngày hôm nay nữa thì ngày mai nó sẽ tiếp tục đánh và nó có thể bứt phá và cái vùng này anh chị thấy là vùng kháng cự rồi nó bứt phong cái nó bứt một phát là gì ở trên là một cái vùng trời bao la của nó luôn không còn kháng cự không còn cản nữa đánh rất là bay lên trên đó là cứ thoải mái Và anh chị biết rằng khi mà lên trên đó bắt đầu những cái dòng tiền những cái lực cầu fomo người ta ở dưới này nè người ta chê người ta khi u dầu khí lâu tích lũy lâu người ta không mua đúng không nhưng rõ ràng nó là một cái phiếu rất an toàn dầu khí là một dòng đánh rất an toàn thị trường có chỉnh nó cũng không chỉnh đúng không có thể thị trường chưa thuận nó sẽ chưa đánh liền nhưng nó cũng sẽ đi ngang thôi rồi ha thì trường dòng dầu khí rất ít khi ảnh hưởng chung với thị trường đó là một cái dòng hẹt ginh và đôi khi thị trường đỏ nó lại xanh nữa một dòng phòng thủ nè một dòng an toàn một dòng siết chặt và khi nó đánh vượt đỉnh đánh rất bay nếu mà nó đầy độ bay dầu khí cũng bay chứ không phải là một dòng tăng chậm đâu một khi nó đã đánh biên độ rất là lớn ăn rất là đã được không thành ra là rất là ok chỉ có điều là đôi lúc nó sẽ hơi lâu một tí xíu hình dung cái vấn đề này giúp em đối với dòng à, dầu khí anh à, chị ha thì nói chung hôm nay cái điểm hướng lên đi thì em đâu làm gì thêm quan điểm của em, em có sẵn hết trơn rồi em nói anh chị rất là nhiều video rồi đúng không thì em cần gì phải mua thêm nữa hàng hóa rất là đầy đủ mình mua rất là nhiều lần rồi đúng không bây giờ mình cần cái gì từ cái cây này mình đã nói rồi bây giờ kéo lên dòng tiền phô mô cho thị trường họ sẽ tự giác họ đi vô họ kiếm con này họ mua Tại bây giờ không con nào tăng hết là cái tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường anh chị biết rồi Cái con nào xanh là họ sẽ đua Cái tật này rất là khó bỏ Hoặc là ví dụ như những cái người nào họ xem em Thì họ sẽ cảnh giác Nhưng trên thị trường có rất nhiều nhà đầu tư Có những người họ sẽ không theo dõi mình Và cái thị hiếu đó nó vẫn sẽ luôn tiếp diện Là lúc nào cũng chú ý vào những con đang tăng nóng đang vượt đàn này kia là sẵn sàng đua vô chứ không thích mua những con mang tính chất tích lũy À đua đúng không sợ mất hàng sợ mất cơ hội đua vô đương nhiên đua giá không tốt bằng à. đua áp lực điều chỉnh trên cao là có đúng không mà những người họ đua thì họ cắt cũng lẹ rất dễ bị dính các nhịp tay cộng đúng chứ đó là bản tính của thị trường đó là bản tính của đại đa số nhà đầu tư đó là chuyện rất bình thường không có gì hết thành ra khi mà con này vượt đỉnh đó sẽ là một mực cầu cực kỳ tốt cho chúng ta có thể canh bán ở những mức giá đẹp nhất có thể còn hàng mình có sẵn mình cứ hâu thôi mình cứ cầm thôi rồi ví dụ nó đánh lên vượt đi cái xung lực nó tới đâu áp lực khi nào xuất hiện những áp lực bị bán thì em bán như thế thôi con không em cầm hoài luôn nếu nó mạnh hoài là em hâu luôn cái nền này tích lũy nửa năm rồi đúng không rất là lâu rồi đủ lâu rồi bây giờ nó mà đánh mà xung lực nó mạnh là ôm luôn muốn bán gì hết đó nếu mà nó cứ đóng cao nhất liên tục mà không xuất hiện nô đi mình hoặc là không xuất hiện những cái trạng thái nào gọi là quay đầu hay báo hiệu tín hiệu sắc ao hay gì là em sẽ không bán luôn em giữ luôn đó mà mà cũng không mua thêm tại vì vượt rồi thì mua thêm làm gì tự nhiên mình đi nâng cái giá vốn mình lên thì nó dở đúng không mình cầm được rồi vượt đỉnh rồi là hô luôn sao để nó chạy <laughs> chạy tới đâu mỗi ngày mình vô mình coi mình đánh giá tới đó anh chị ha cũng không dám nói trước ví dụ như à target mình kỳ vọng có thể là ví dụ như bvs bây giờ đang 39 đúng không à, kỳ vọng lên bốn 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 sáu bốn tám gì đó thì đúng là kỳ vọng nhưng quan trọng trong thực tế anh chị phải coi là cái cách vận động mỗi ngày của nó như thế nào và cái xung lực á, nó bơm vào ở giai đoạn phía sau nó có đủ để nó chạy lên được bốn tám hay không ví dụ vậy hay là nó chỉ chạy lên cỡ bốn bốn là nó xìu rồi bốn sáu là nó xìu rồi thì mình cứ linh hoạt mình mình cứ theo dõi cái quan trọng là điểm mua mình tốt giá vốn mình tốt còn cái chuyện phía sau là ngồi rung đùi thôi Nó nổ lên rồi là cứ ngồi canh thôi Không có việc làm gì thêm quá nhiều Hình dung ha Bế sao cũng dạy tích lũy rất là ok Đúng không? Cũng quanh quẩn 19 thôi Đâu có thay đổi gì nhiều Nhưng mà nổ lên thì con này thì, con này thì có cản Nó không phải là một trạng thái vượt đỉnh giống như là BVS Thì con này chắc lên được cả 21 Là kỳ vọng ngắn hạn Và 19 lên 21 là cũng tương đối là nó đâu đa đó đa đa khoảng tầm 11 tới 12 phần trăm ở lên trên đây chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá khi nó quay lại mức giá 21, 22 thì nó sẽ vận động như thế nào. Nếu tiếp tục đẹp mình lại mua thêm. Đúng không? Nhưng điểm mua tiêu chuẩn là bây giờ nó có cái nền ở đây. Nó rất là an toàn ở đây. Thì cứ mua quanh quanh dưới 19 là được. Đúng không? Có người khớp 18, 8, 18, 7, 18, 6 đều ok hết. Giá nào cũng được. Cứ dưới 19 là ok. Anh chị ha. Để chờ những cái điểm bước phá tiếp theo. Có được chưa? Rồi BVD chắc chắn rằng là con BVS nó đánh thì BVD nó cũng sẽ đánh và hôm nay BVD đánh cũng khá là thuyết phục anh chị ha nhưng mà con này nó đánh khá là lỏng và cái trạng thái của nó cũng là đang nằm trong trạng thái vượt đỉnh nếu ngày mai mà nó vượt luôn thì nó sẽ đi vào một cái trận đánh mới rất là ok nó song hành với con BVS thì nói chung là anh chị có một trong hai là được nhưng mà theo quan điểm của em á cầm BVS nó sẽ nhàn hơn thứ nhất là cái biên độ nó an toàn nó chặt chẽ ít phải có những cái biến động hay là tạo gáp quá nhiều như là con BVD thì cầm nó sẽ an tâm hơn đúng không chắc chắn vững chãi hơn đó còn con này thì cái tính đầu cơ nó khá cao có thể là nó sẽ bật gáp rồi kéo rất nhanh nhưng mà mua chật một điểm là quay đầu nó cũng rất là lè anh chị ha đó đó là về dầu khí là cái tâm điểm thật sự nổi trội nhất trong phiên ngày hôm nay thậm chí anh chị nhìn những con như B lên. này đúng không đây là những con trụ ra nó cũng thuộc dòng dầu khí nhưng mà nó là trụ thành ra ít ai chơi nhưng những cái tín hiệu phát động mà khi nó kéo như vậy là anh chị biết là dầu khí bắt đầu có những cái tín hiệu rồi hình dung ha rồi nói chung cái dòng này nói quá nhiều rồi đúng ra nó nổ cái cây này rồi nhưng do thị trường nó hơi xấu nó xìu xìu lại tí nó cân bằng lại thì cái lần sau này nó hướng lên thì càng uy tín hơn đúng không nó bơm vô nè thị trường chưa thuận lợi đúng không giống như kiểu trời mưa là phải ướt mặc dù anh chị có chuẩn bị áo mưa anh chị có dù anh chị có gì thì kiểu gì anh chị cũng phải ướt cái chân ướt cái ống quần đúng không ướt đôi dép đúng à hoặc là nếu mà có cởi đôi dép ra à, đôi dép này tôi tôi mua cái dép gu trì mấy triệu mắt đi nước vô rã ra ok cho cái bịch cất cái dép lên thì anh chị cũng phải đi chân đất anh chị vẫn phải ướt chân có thể cái dù sẽ che được cái áo cái đầu cái tay cái vai của anh chị nhưng uh, sợ hư dài đi anh chị đi chân đất anh chị cũng ướt chân có nghĩa là đã trời mưa là phải bị ướt quan trọng quá trình phòng thủ ra sao vậy thôi con cái nó hướng lên trở lại là cực kỳ ok vậy thôi rất đơn giản ha những cái vùng này thì em không có khuyến nghị mua nữa hàng em đủ rồi em nói nhiều rồi em không có mua thêm mất công ha rồi ngày mai anh chị thấy máy ví dụ như nó kéo lên cái là tự động anh chị nghe đi tới đâu anh chị cũng nghe dầu khí đó là kiểu gì cũng có người đua vô anh chị an tâm về cái lực cầu nó kéo lên kiểu gì cũng có bà con vô đẩy giá cho mình mình lo cái gì đúng không đó đó là về dòng dầu khí anh chị ha à, cái tâm điểm thứ hai trong phiên ngày hôm nay là dòng thép thế thì em có chia sẻ ngày hôm qua rồi nếu con nam kim này á, mà ngày mai nó xanh á nó không có bị tét lại và đỏ lại á là em sẽ mua hòa phát vậy thôi hòa phát em mua thì dưới 27 em bán cũng cũng quanh quanh đây mà em mua lại cũng quanh quanh đây luôn nhưng mà anh chị thấy rằng là cái quá trình tích lũy lại ở đây á nó tới 15 phiên là là nó đã đủ lâu rồi và cái con này đặc biệt là cái điểm mình thích nhất của nó là khối lượng nó kiệt dần à đây là một cái điểm cộng khá cao đối với hòa phát anh chị cứ mua trước đây nè hòa phát anh chị thấy là hôm nay em cho anh chị mua nè đây hòa phát anh chị mua dưới 27 nếu mà nó vượt 27 vào ngày mai thành công anh chị gia tăng thêm à, đây cũng là một cái mẫu hình rất là đẹp đó hòa phát anh chị nào đánh với em những cái nhịp hòa phát trước ở đây nè anh chị đã biết rồi những cái lần nó rủ lại nè hồi lên nè anh chị phải cực kỳ lấy vị thế trước để khi nó bùng nổ lên anh chị mua full để nó vô trạng thái nó chạy ha à, hoa sen giai đoạn này em thấy là nếu mà đánh hoa sen hoa đánh năm kim cho nhanh thì một là nam kim hai là hòa hòa phát cho nó lẹ anh chị ha đây đây là hai cái dòng mà có những tín hiệu chạy tương đối trong phiên ngày hôm nay còn đa phần những cái dòng khác thì em đánh giá là cũng chưa có tiến triển gì gọi là quá nhiều điển hình nhé ví dụ như dòng chứng khoán đi đó đúng không nó cũng quanh đi quẩn lại trong cái vùng biên này thôi nhưng mà dòng chứng khoán á, cái đạn này á, nó là một dòng mang tính đầu cơ rất cao em nói rồi tính đầu cơ của nó rất cao mà tự nhiên bây giờ nó khựng lại là anh chị biết rằng là nó bắt đầu có những cái trạng thái mà nó nó cần thời gian để nó tích lũy em không có view là chứng khoán gãy nha không thị trường này chỉ có đi ngang và đi lên thôi khi nào có cái biến gì đó thật sự xấu thì nó mới gãy còn nếu không giả sử không có biến đó thì tất cả mọi thứ đều ok thì nó chỉ đi ngang và đi lên lưu ý nhá cũng không có view là dòng chứng gãy đâu anh chị mình chỉ view dòng chứng chỉnh để mình mua thôi còn không chỉnh thì thôi thì thôi À, và chỉnh em cũng chỉnh là cơ hội chỉnh là để mua chứ không phải là chỉnh là gãy no dòng chứng không có gãy nó chỉ đi ngang tại vì volume anh chị thấy là cái volume giai đoạn trước của nó quá lớn nó chưa thể nào hấp thụ hết được cái cục này dẫn đến volume không thể kiệt trần được và nó cần thêm rất nhiều thời gian đúng không thành ra riêng dòng chứng khoán anh chị nên chờ đợi thêm đừng có vào lại quá sớm nha bất động sản cũng vậy ha bất động sản cái quá trình dao động trên đây nó cũng còn tương đối nhiều thành ra anh chị mình cũng tránh vào vội thì có hàng anh chị có thể cầm tại vì ngày mai ngày mốt em nghĩ nó vẫn sẽ kéo nhưng mà nếu anh chị mua bớt hoàn toàn thì anh đánh giá là chưa chị ha đó, sell tích lũy nền nè à. em thì có mua con bất động sản là con sale bất động sản khu nghiệp nhưng mà em anh chị để ý đi em mua cổ phiếu lúc nào cũng lừa những con có nền tích lũy rớt xuống cái có cái nền nó hứng lên được không an toàn chặt chẽ đó rồi, mấy cái này thì không có gì đặc biệt nổi trội đâu. Ngân hàng này cũng vậy thôi, vẫn vô thưởng vô phạt, không chỉnh bao nhiêu hết cũng không có giảm hay tăng gì quá nhiều. Ha. Thì đợi dầu khí đánh xong đây thì em nghĩ nó sẽ tới lượt ngân hàng. Anh chị ha. Chứ bây giờ dòng à, trứng chứng á là cũng cần thêm thời gian. Và dòng thép là lại cần thêm nhiều thời gian hơn cả dòng chứng. Hình dung ha, đó. Thì trước mắt là dầu là mai đánh rồi đó, dầu là ok rồi đó. Đúng không? Dầu thì nói chung anh chị biết rồi Dầu thì nó không có ảnh hưởng bởi chỉ số Nó không có dính líu gì tới VN30 hay là uh, Chỉ số Bernie gì quá nhiều hết Thành ra dòng dầu nó cứ đánh ầm ầm, ầm, ầm Chỉ số Bernie mình vẫn sẽ sai quay Vẫn không tăng nhiều Tại vì cái sự đóng góp của dòng dầu đó, Ở trong cái bối cảnh về Bối cảnh về chỉ số Thì dòng dầu này không có góp nhiều Đúng không? Nó đánh theo dòng tiền riêng Đánh theo mẫu hình riêng Anh chị mua đúng điểm là anh chị ăn thôi dung ha rồi dầu với thép là hai dòng triển vọng nay có mua thép thêm dầu em đủ hàng rồi em không có nhu cầu mua nữa nhiều quá rồi đó vậy thôi cũng không có đánh giá gì thêm nhiều về thị trường hết tại vì đa phần các dòng em em lướt sơ qua em thấy nó không thay đổi gì gọi là nhiều hết đó thật sự chả có thay đổi gì luôn đúng không con nào con lấy tham chiếu nè nhưng mà anh chị nhìn với những con mít cáp nè dbm dcm nó cũng xui là đúng ra nó phải nổ thêm một cây nữa nhưng mà thị trường nó xấu là nó chững lại khoảng tầm 4 đến 5 phiên. Thì riêng con DCM này em nghĩ này vẫn có khả năng nó sẽ nổ được một cây. Nhưng mà nhớ nổ để ai kẹp hàng, ai bình quân mà lo mà cơ cấu hết ra đi chứ đừng có cầm nữa. Hình dung nha. Rồi. Vậy thôi, em đánh giá nè TDG nè. Em em lựa cổ phiếu là chỉ có tích lũy nè nè. Nó an toàn, em cũng có mua con này và đang chờ nổ ha. Mấy con nào tích lũy anh chị rình trước đi, tại khi nó nổ anh chị đuổi vô thì nó dở đúng không tự nhiên nổ đi đuổi vô là lại mất tay cộng chả ăn được bao nhiêu cứ đánh vài dòng tay cộng như vậy NAV rất là ổn như em nhắc tới lúc á và đi mình sai quay đủ những cái vùng biên này và nó đi lên ví dụ như cái tay ghét của mình vào cuối năm và đầu năm sau là 1 ngàn đi hay một 250 đi tới cái lúc quan trọng nhất cái biên độ mạnh nhất đó chắc chắn anh chị luôn khi nó kéo một cái biên độ lớn như vậy là nó sẽ kéo toàn bộ thị trường nó không chưa con nào đâu đặc biệt là nó phải kéo dòng chính thì chỉ số nó mới tăng được như vậy tới cái lúc quan trọng đó anh chị lại không tin thị trường mà để nó kéo hoài như vậy là chúng ta lại tiếp tục bỏ lỡ một cái nhịp sống thì nó không ok hình dung ha rồi thì thôi nhìn sơ qua thì em chỉ đánh giá là hôm nay tâm điểm thì nó sẽ là dầu dầu mà em mua rồi em cũng không không tối anh chị xem đi kiểu gì video đó chị kiểu đây là điểm mua gia tăng đây là điểm đủ thứ của dầu các kiểu thường là vậy chị bắt đầu nó đẹp đẹp là bắt đầu nhiều người người ta dòm bệnh đây mình đã nói cái câu chuyện này từ lâu lắm rồi mình đã phân tích rồi kỹ rồi mình là nói trước đúng không mình view trước cho anh chị luôn chứ mình không có đợi tới cái ngày mà nó nổ nó bắt đầu mới vô nhiều khi là không có ăn đúng không tung hô cho cố mai nổ lên nó không nổ cho một cái nó nổ được một cây không bán nó chỉnh lại trong quá trình đà lên nó vẫn sẽ có chỉnh lại nhưng mà những cái ông mua cao chỉnh lại là mấy ông mệt à mấy ông nhức người à đảm bảo luôn cứ quanh đi quẩn lại gì hoài đúng không hình dung ha rồi hôm nay thị trường sai quay thì em chỉ có nhận định gì thôi đây nè em có view cho anh chị anh chị nhìn sơ qua một số một những cái nhận định của em trong room nhé nè BVS á em nói luôn là ngày hôm nay á, nếu như nó trần có nghĩa là nó vượt luôn á nó trần luôn á thì em sẽ bán bớt cái phần gia tăng bữa còn nếu như nó tăng mà nó chỉ duy trì thôi có nghĩa là nó tăng giống hôm nay là quanh 39 thôi không tăng nữa nhưng cũng không có giảm thì những cái phiên sau em sẽ canh bán tùy theo xung lực của thị trường nó kéo tới đâu hình dung ha đó em có view nè sau khi không còn những cản trở không còn những yếu tố tiêu cực bất ngờ mà Verney làm cho dòng dầu khí bị lây lan ảnh hưởng lần này đúng không lần trước là cái ngày 21 tháng 11 á là cũng đang tăng tốt dòng dầu đang tăng tốt thì bị Verney nó phá phải chận lại đó nhưng nhìn chung anh chị thấy rằng dòng dầu khí cho dù là nó có thể nó bị khân lại có thể là nó bị lây lan ảnh hưởng gì đó nhưng rõ ràng nó chỉ tích lũy lại thôi nó đâu có gãy trên, nó đâu có gãy nền nó đâu có gãy xu thế gì đâu thì mắc cái gì mà chê được nó rõ ràng nó là một dòng cổ phiếu rất mạnh đúng không và hôm nay có dòng tiền quay lại trở lại rất là ok tăng và duy trì cả ngày đóng cửa cao nhất quá thành công được chưa nó là tiền đề cho những cái phiên sau có những sự bùng nổ rồi thép em mua là tại vì nam kim em báo ngày hôm qua em phân tích anh chị rồi rồi hôm nay vậy thôi hàng hóa mình có đủ mình cũng không có đánh giá gì mới đúng không mình cần ở đây là mình chọn đúng điểm mua được không? Đúng những cái điểm để nó kéo thị trường. Và cái đoạn này em vẫn kỳ vọng là nó sẽ xoay quay. Nha, vẫn xoay quay. Tại vì em nhìn cái tướng dòng chứng với lại à, em nhìn cái tướng dòng chứng là với bất động sản này em thấy là chưa tăng liền được. Thì nó sẽ xoay quay thêm. Đó, khi nào mà tất cả mọi tất cả mọi dòng nó bắt đầu xếp hết. Đầy đủ hết, bắt đầu nó, nó, đánh một cây toàn bộ thị trường cùng kéo lên thì cái cây đó mới là cái cây kích hoạt để nó bò lên từ từ lên, lên 1250 đó nhưng mà muốn hình thành được như vậy với điều kiện là nó phải giữ được cái biên sai quay này của thị trường cho tới khoảng tầm một tháng nữa có thể nhanh hơn tùy biến thì mỗi một video mình sẽ cập nhật có gì đâu anh chị đúng không đó mà cái vùng này vẫn kỳ vọng là gì đi ngang để lên chứ không có gậy anh chị nha rồi ok xin cảm ơn chị rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của em để chị thấy hay chưa một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất trong ra video anh chị nha rồi này thì vừa xe quay mà mỗi dầu khí đánh thì thì có mỗi dầu khí thôi chứ biết nói gì thêm bây giờ hàng hóa mình đã phân tích rất là kỹ và rất là chi tiết những cái điểm mua cho anh chị rồi chiến lược mình có sẵn mình không có cào quằn cào quằn cào quay cào quay rồi mua vô rồi t cộng cắt rồi lại hồi không, không mình không có vậy quan điểm chiến lược mình đã review rất kỹ và rất rõ dòng nào dòng nào đối với dòng nào ra sao được không thành ra bây giờ mình cứ tiếp tục thôi mình vô minh chị nha rồi cảm ơn anh chị mình rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của em